Hello hello, xin chào mọi người nhé. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một cái video về cái bản cập nhật vào ngày 15 tháng 4 hôm qua mọi người nhé. Thì video này thì có 4 phần. Phần thứ nhất là cái phần về cập nhật cái nâng cấp cái tab Purple. Thì thứ hai là cái phần gọi là hệ thống yêu tinh mọi người nhé. Cái thứ ba là cái về mở rút HCK. Cái thứ tư là cái vấn đề về cái vấn đề mà cập nhật cái bản cái phó phó bản mọi người nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào luôn. Thứ nhất là về cái phần nâng cấp, phần nâng cấp và tối ưu hóa phương thức thanh toán trong Purple. Một, điều chỉnh phương thức và giá thanh toán vé thọ ở Purple nâng cấp thanh toán lên HCT, HCU và HCK mọi người nhé. Thì cái này thì hiện tại là chúng ta sẽ không đi bằng HCT hoặc là HCT cộng HCU nữa, thì nó chỉ có một cái phương thức thanh toán là đây. Nó chỉ có một cái phương thức thanh toán thôi. Là HCT, HCU, HCK rồi nhé. Cái số lượng này nó tùy thuộc vào cái tầng của mọi người. Càng lên tầng cao thì nó lại càng đắt mọi người nhé. Và nó sẽ ra được càng nhiều. Đấy. Thì cái về cái phần đi tháp này thì mình sẽ làm vào cái video sau mọi người nhé. Thì hiện tại là mình đang test xem nó có ổn định hay không, xem nó có về được cái đúng số tiền mà mình đi bỏ ra để đi hay không. Nếu mà nó không về được thì coi như là lỗ, lỗ thì mình sẽ không đi nữa. Thì cái video sau ấy, video ngày vào ngày mai ấy, thì mình khi mình test xong ấy thì mình sẽ đăng lên cho mọi người nhé, để mọi người tham khảo. Đấy, thì đi tháp thì nó chỉ có như vậy thôi, và đi tháp sẽ được nâng lên 500. Hiện ngày xưa ấy thì là 500 level là max. Còn bây giờ là nó nâng lên thêm là 300 level nữa, tổng là 800 level mọi người nhé. Và khi từ cái level 500 trở lên ấy thì nó sẽ có cơ hội phần trăm ra mảnh sử thi nhiều hơn, cái mảnh legend và cái mảnh epic ấy. Đấy. Ok, thì tiếp theo để cái phần thứ hai là cái phần hệ thống của eo yêu tinh được chia thành ở 3 loại: loại chiến đấu này, loại sức mạnh này và loại HCG mọi người nhé. Ok, mình sẽ vào đây cho nó minh họa luôn. Xin lỗi mọi người nhé, mình có hơi chút về giọng nói. Thì cái con đầu tiên là cái con Valizie E, là cái con này nó thiên về gọi là sức mạnh chiến đấu mọi người nhé. Đây, nó ghi trong này luôn này: yêu tinh có thể cải thiện sức mạnh chiến đấu, sức mạnh tính toán của bạn và tiền thưởng trả HCG. Đây này, con Valike này chủ yếu cung cấp tiền thưởng sức mạnh chiến đấu, còn con Holistan này chủ yếu cung cấp phần thưởng sức mạnh tính toán mọi người nhé. Còn cái con Mola ấy chủ yếu cung cấp tiền thưởng HCG mọi người nhé. Cái con này Valize ấy thì sẽ cung cấp nó chuyên về Pau, con này thì chuyên về hát đào. Có con này là chuyên về HCG mọi người nhé. Thì chủ yếu là mọi người mua hai con này, Pau hoặc là hát. Còn cái con HCG ấy thì chắc không cần đâu, tại vì là HCG mình thấy là mọi người thừa rất nhiều ấy, nên là chắc cũng không cần. Mình cũng hiện tại là thừa rất nhiều này. Đấy. Ok. Thì người dùng có thể lựa chọn tu luyện thần tiên theo sở thích, và các thần tiên khác nhau sẽ tăng phần thưởng thuộc tính khác nhau. Đấy, thì cái con Pau ấy thì nó sẽ tăng băng Pau đây này, nó sẽ đào ra được HCG này, HCT và HCU mọi người nhé. Còn con H thì nó cũng đào ra được H thì đào ra được nó sẽ tăng H vào đây thì nó sẽ đào ra được HCU và HCG T mọi người nhé. Đấy. Nên mọi người cứ cân nhắc. Theo mình thì mình mua cái con Valize để mình gọi là tăng power bên này, tại vì là bên bách chiến ấy thì nó là cái xương sống của game mà. Đấy, thì bên bách chiến thì nó sẽ có nhiều tính năng hơn, như kiểu phó bản này, đi lấy mảnh đồ này, hay là đi boss, hay là đi tháp, hay là đi như kiểu là chơi băng hội ấy, hay là vân vân, những cái mới mới ra ấy.
thì mình thấy là bên chiến ấy thì nó gọi là xương sống của game, còn đâu bên đào thì nó chỉ có nhiệm vụ đào thôi. Nhưng mà mình vẫn khuyên mọi người là nên cân bằng cả hai bên mọi người nhé. C này. Khi mà mọi người cho cái con yêu tinh này ăn ấy, thì nó sẽ được nhận gọi là một cái thẻ may mắn. Nó sẽ có 6 cái thẻ may mắn, 6 cái thẻ may mắn cho mọi người nhận nhé. Và trong số đấy thì nó sẽ có các loại HCK, HCT, à nhập HCT thôi. Đấy, ví dụ như đây này, sẽ mở cho mọi người xem trực tiếp. Cho nó dễ hiểu. Đây nha. Đây này, khi mọi người cho mèo ăn ấy thì nó sẽ nhận được là 6 cái thẻ may mắn. Thì mọi người có thể là mở ra được cái thẻ nào mà nên ấy. Có thẻ thì được ít, có thẻ thì được nhiều, tùy vào độ gọi là nhân phẩm. Đấy. Khi mà mọi người cho ăn ấy. Cho ăn xong một level là nó sẽ hiển thị ra cái đấy. Đây là cái bảng thông số mà mình cho ăn này. Vốn mua là 100k HCG này, 500 HCT này, 200 HCU này, 200 USDT này, 5 HCK này. Thì các level cho ăn bằng nhau mọi người nhé. Thu lại được sau mỗi cái lần mình mở may mắn ấy là được là 1.162. Thì trừ đi cái vốn đầu này là còn tầm khoảng là 2.800 HCT cộng với cả 10 HCU và 1 HCK, tương đương với cả tầm khoảng là 9 89 đô, 90 đô cái gì đấy với giá hiện tại. Thì cái này là mình cho ăn để mình cũng gọi là tăng được cái H đốt HCT và cái nhỉ, tổng H đây. Đấy, ok. Đấy, thì mọi người cứ nên là cân nhắc. Tiếp theo này. Tiếp theo cái đến cái phần thứ ba là việc mở rút HCK, khởi chạy chức năng HCK ấy. Thì cái này thì mình có làm cái một cái video hướng dẫn ở trên nhóm rồi. Thì mọi người có thể là lên trên game này. Đây này, mình có làm video này thì mọi người có thể là xem qua nhé, hoặc là lên trên cái kênh YouTube của mình ấy. Đấy, đây là cái video hướng dẫn rút HCK. Tiếp theo để cái phần thứ tư là cái phần cập nhật phó bản đá sao toàn năng và hệ thống đá sao mới. Một người chơi có thể lấy đá vụn tham gia được các mảnh vụn phân chia là S1, S2, S3, S4. Các lệnh các mảnh vụn khác nhau có thể nâng sử dụng nâng cấp và các anh hùng ở các cấp bậc khác nhau. Cái mảnh vụn này này, phó bản này, nó ra cái khu vực kho báu mới này. Đấy, thì cái anh hùng này nó sẽ có 4 loại đá. Đá thứ nhất là đá dành cho cái Roma ấy, nâng cấp sao cho cái con trắng anh hùng nhá, bên bên chiến. Đây là bên bên chiến này, bên này là bên thợ mỏ này. Nó có hai đá khác bên trong mọi người nhé. Đá bên bên chiến thì nâng cấp sao cho bên bên chiến, đá thợ mỏ thì chỉ nâng cấp được sao cho thợ mỏ thôi. Đấy, thì cái đá này, đá này đá trắng này, đá này đá rate này, đá này đá epic này, đá này đá legging này. Legging sẽ nâng cấp cho legging, epic sẽ nâng cấp cho epic, còn đâu rate thì nâng cấp cho rate. Thì mình chọn bên thợ mỏ, mình nâng cấp sao bên thợ mỏ ấy. Thì mình sẽ đi bên này, đi là mất 2 HCU này, 4 HCK. Đi nhá. Đấy, thì mình đã nói qua về mấy cái đá ấy. S4, S2, S3, một đấy. S1 là Roma là trắng, S2 là Zate là xanh, S3 là Epic là tím, còn S4 là Legging. Đấy, mỗi cái gọi là loại đá thì nó sẽ nâng cho một cái hệ khác nhau. Và đá này lưu ý là chúng ta có thể là sau này chúng ta có thể là mang lên sàn chúng ta bán mọi người nhá, mang lên chợ ấy để bán cho người ta, ai mua thì mình bán, nên để treo bán như các game NFT khác thôi.
Nếu mọi người cứ yên tâm đi chắc là không lỗ đâu. Sau này mình có thể là mang lên bán mà, hoặc là mình có thể dùng là được. Chế độ này chỉ có dành cho những người đáp ứng yêu cầu nhất định, chẳng hạn như người chơi có mèo có báu. Ok, thì cái này ấy, thì chúng ta cần phải đáp ứng các điều kiện như sau. Để mình mở cho xem. Đây, cái bot row ấy để đạt được yêu cầu ấy thì chúng ta phải kích hoạt gọi là tinh linh. Thứ hai là stacking HCT. Thứ ba là có TT và Vupu được một lần. Tổng mỗi arc đi được 3 lần ngày. Mọi người phải đạt đủ cái điều kiện này thì mới đi được boss mọi người nhé. À đi được cái kho báu mới để kiếm đá ấy. Mọi người cứ nên cân nhắc thì mình không có cái kích hoạt L thì mình sẽ được 2 lần thôi. Đây là tại vì mình có Pupu và sắc tinh HCT mà. À mình đây cái mới lại mọi người nhé, đây cái này này mình nhầm. Kích hoạt bot Lucky được 1 lần. Cái bot Lucky là cái này này, cái dương may mắn này, cái này phải mua thì mình nên làm được 1 lần mọi người nhé. Sắc kinh HCT được 1 lần này, có TT và Pu được 1 lần này, tổng khoảng 1 arc là 3 ngày, à 1 ngày là được 3 lần mọi người nhé. Đây thì mình chỉ được 2 lần thôi, tại vì mình không mua cái bot Lucky này. Ok mọi người nhé. Cái đá này để chúng ta có thể là để mình xem có cái tác dụng gì không. À, cái này để chúng ta chuyển đổi với con này. Chuyển đổi này cần đá này. Đá sập bị. Đá này chắc là sau sẽ có tác dụng. Rồi nó sẽ ra mấy cái về bang hộ ấy, kiểu gì cũng dùng. Khi mà mọi người đi phó bản này ấy, thì sẽ được cái đá đấy. Mình đi cho mọi người xem này. Nói chung là đi lần nào cũng được ấy. Mình được 20 cái rồi. Đấy, 3 cái. Xem này. Đây, 18 cái rồi. Sự thi 300. Hai cái để mình xem sang bên này. Đấy khi mà mọi người nâng sao ấy, mọi người có đá ấy. Đấy, nâng cấp sao này, ấn vào cái đá sao này, cần bốn bốn cái đá nhá, cần bốn cái đá này. Đấy người chơi cần HCK, HCT, HCU, HCG để nhập cuộc, có nghĩa là mọi người cần mà mọi người đi cái khu vực kho báu này thì mọi người phải cần HCK và HCT và HCU, HCG mọi người nhé.
và với cả mọi người chú ý cho mình cái gọi là lực đánh mọi người nhé, lực đánh này, lực đánh của mỗi từng level này. Ví dụ là level 5 này cần vượt qua cấp 600 này, nếu mà mọi người đang ở cấp 500, cấp 400 mà lực không đến tầm bấy nhiêu ấy thì tốt nhất là đừng có chơi, không phải thua đấy. Đây này, con này này sợ thua ấy nên mọi người cân nhắc nhé, cân nhắc cẩn thận. Ok, thì các cấp bậc cao hơn sao anh hùng có thể được nâng cấp lên hạng 8, là nó có thể nâng cấp lên được 8 8 sao ấy mọi người, mấy con này này. Trọng lượng người chơi có thể nhận được trọng lượng tương ứng bằng cách tiêu thụ HCT, HCU và HCK trong trò chơi. Thì khi mọi người mà đốt HCT, HCU, HCK ấy, thì nó sẽ nhận được gọi là cái hát đào. Còn ở dưới này là bảng cập nhật mới này, thì cái này là mọi người mình có nói qua ở video trước rồi nên mình sẽ không nói lại nhé. Đấy, ok. Đấy, hiện tại là mình đã review xong cái bảng cập nhật này. Khi mọi người có thắc mắc gì thì mọi người có thể là liên hệ qua Telegram của mình mọi người nhé. Ok, bây giờ mình xin kết thúc video ở đây nhé. Bye bye.